when i go there to be by myself only no one can guess what i came there to see Chào mừng các bạn quay trở lại với HNTV News. Các bạn thân mến, tuyển nữ Việt Nam được đại sứ quán New Zealand và Australia tiếp lửa trước World Cup 2023. Ngay trước khi đoàn quân của huấn luyện viên Mai Đức Trung lên đường tham dự World Cup 2023 Đại sứ quán New Zealand và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam đã tổ chức lễ chia tay đội tuyển nữ Việt Nam. Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Andrew Gozinowski chia sẻ, giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 sẽ là sự kiện thể thao có nhiều người xem xếp thứ ba trên thế giới và là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy phụ nữ tham gia thể thao. Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn đã trở thành một phần của sự kiện thể thao đáng kinh ngạc này. Thủ tướng Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói trong một cuộc gặp mặt gần đây với đội tuyển các bạn đã là những người chiến thắng, hãy cứ đi và tận hưởng, các bạn đã khiến chúng tôi tự hào rồi. Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, bà Chidin Dawson, bày tỏ sự phấn khích trước sự kiện này, chúng tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu và vui mừng được chào đón đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam tới New Zealand để lần đầu tiên tham dự World Cup 2023. Buổi tiệc chia tay này là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi gửi tới đội những lời chúc tốt đẹp nhất cho hành trình lịch sử phía trước. Chúng tôi biết là các cô gái sẽ khiến Việt Nam tự hào và mong muốn người dân New Zealand được nhìn thấy tinh thần chiến đấu mà đội đã thể hiện trong suốt hành trình để đến được giải đấu này. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh hơn một năm nhưng tâm thế đội tuyển nữ Việt Nam đã thay đổi. Chúng ta đã giành hai tấm huy chương vàng SEA Games 31 và 32. Chúng tôi tin đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ cho một kỳ World Cup đặc biệt để thi đấu hết mình vì sự quan tâm của hàng triệu người hâm mộ và màu cờ sắc áo Việt Nam. Thay mặt đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Trung bày tỏ quyết tâm thi đấu đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực trong từng trận đấu với tinh thần Việt Nam, đồng thời gửi lời chúc đội tuyển nữ New Zealand và đội tuyển nữ Australia sẽ thi đấu thật tốt tại World Cup 2023. Theo thông báo mới nhất, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và New Zealand sẽ được tường thuật trực tiếp trên OnSport. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand và đội tuyển nữ Tây Ban Nha trước khi bước vào tranh tài tại World Cup 2023. Đây sẽ là hai bài kiểm tra quan trọng cho các vị trí. Trước khi ban huấn luyện đưa ra những tính toán về chiến thuật cho các trận đấu tại vòng bảng giải đấu được tổ chức trên đất New Zealand, theo thông báo mới nhất, trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và New Zealand sẽ được tường thuật trực tiếp trên OnSport để phục vụ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Chúng tôi ở Napier 6 ngày để thi đấu với đội chủ nhà. Đây là một sự thử nghiệm tốt. Hai trận giao hữu sẽ là cơ hội tốt để chúng tôi làm quen với lối đá của các đội, qua đó khắc phục dần các khó khăn của chúng ta huấn luyện viên Mai Đức Trung phát biểu, tôi đã định ra các kế hoạch để vận động viên làm quen với thời tiết, buổi giờ và mật độ thi đấu. Hôm nay chúng tôi sẽ tập hai buổi sáng và chiều, ngày mai đội sẽ tập một buổi. Càng gần ngày thi đấu, chúng tôi sẽ giảm dần tần suất tập luyện, nhưng vẫn sẽ duy trì cường độ cao để các cầu thủ nhanh chóng bắt nhịp vào mật độ thi đấu. Huấn luyện viên Mai Đức Trung nói tiếp. Ở buổi tập chiều mùng 8 tháng 7, giờ địa phương, tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn khi vừa chống chọi cái lạnh, vừa khổ sở vì vướng mưa. Huấn luyện viên thể lực Cedric Roger cho biết, thời tiết ở đây rất khác so với Hà Nội, thấp hơn 30 độ. Nhờ hôm nay có gió, mưa nên cảm giác lạnh hơn. Tuy nhiên, nếu quá trình khởi động tốt và các cầu thủ có thể làm nóng người thì tôi nghĩ không vấn đề gì với thể lực của họ hiện nay. Hai ngày vừa qua, các cầu thủ rất năng động. Tôi hy vọng các cầu thủ chuẩn bị sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới, huấn luyện viên thể lực của tuyển nữ Việt Nam chia sẻ. Trong những buổi tập vừa qua tại Napier, đối với các bài tập khởi động huấn luyện viên Cedric Roger cho các cầu thủ tăng cường khả năng nhanh nhẹn, xoay sở và chuyển hướng. Bên cạnh đó, do World Cup đang tới gần nên cần tránh chấn thương cũng được ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam đặt lên hàng đầu. Lịch trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand Ngày 10 tháng 7, đá giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand. Ngày 14 tháng 7, đá giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Ngày 22 tháng 7, ra quân trận đầu tại FIFA World Cup nữ 2023 đối đầu với đương kim vô địch thế giới, đội tuyển nữ Mỹ vào lúc 8 giờ giờ địa phương. Sân vận động thể thao lớn nhất của New Zealand nằm ở trung tâm thành phố Auckland. Ngày 27 tháng 7 đá trận thứ hai vòng bảng với đội tuyển nữ Bồ Đào Nha, ngày 1 tháng 8 đá trận cuối cùng vòng bảng với đương kim á quân thế giới, đội tuyển nữ Hà Lan. Tuyển nữ Việt Nam tập buổi cuối, sẵn sàng đấu New Zealand. Chiều nay, mùng 9 tháng 7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước trận giao hữu với chủ nhà New Zealand. Bắt đầu buổi tập chiều nay, như thường lệ là các bài khởi động làm nóng người của huấn luyện viên thể lực Cedric Roger và các trợ lý. Sau khi các vận động viên có được trạng thái tốt, tất cả đã bắt nhịp vào bài tập chính của huấn luyện viên Mai Đức Trung. Buổi tập gặp phải chút khó khăn khi thời tiết tại Napier có mưa nặng hạt. Để đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên trước trận đấu ngày mai, Huấn luyện viên Mai Đức Trung và các cộng sự đã quyết định đẩy nhanh tốc độ và kết thúc bài tập sớm. Chia sẻ sau buổi tập, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi nói: "Trời không mưa thì sẽ đỡ lạnh hơn. Sân ở đây đẹp, điều kiện ăn ở tốt. Trước đây, khi còn là cầu thủ thì chỉ thỉnh thoảng khi đá giải châu Á mới được thi đấu mặt sân đẹp như thế này. Tôi nghĩ trong một giải đấu lớn như thế này thì trình độ của mình thấp hơn so với các đối thủ nhưng tôi hy vọng các vận động viên sẽ tuân thủ đấu pháp của ban huấn luyện." Thi đấu với tinh thần cao nhất để tiếp tục nhận được sự yêu thương của người hâm mộ, hậu vệ Trần Thị Hải Linh khẳng định bản thân cùng toàn đội đang rất hào hứng và tập trung cường độ cao để chuẩn bị trận giao hữu với chủ nhà New Zealand. Dù trời mưa lạnh nhưng buổi tập của đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay vẫn có sự ghé thăm của các cổ động viên nhí. Trước đó, ngay khi đến Napier, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được sự hỏi thăm và động viên đến từ các gia đình người Việt Nam sinh sống tại đây. Sáng mai huấn luyện viên Mai Đức Trung và các học trò sẽ có buổi họp chiến thuật trước trận giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand lúc 12 giờ 30 phút. Tại sao đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân có mái tre ở World Cup Nữ 2023? Dường như ban tổ chức World Cup Nữ 2023 rất ưu ái, những đội tuyển gặp nhiều bất lợi về thời tiết như đội tuyển Việt Nam. Họ cho Việt Nam được đá một trận tại Forsyth 3, sân duy nhất có mái tre ở New Zealand. Australia và New Zealand có tổng cộng 10 sân bóng để đăng cai 64 trận đấu ở World Cup nữ 2023. Nhưng Forsythia là sân duy nhất tại New Zealand có mái tre. Trong bối cảnh thời tiết giai đoạn này ở xứ kiwi rất lạnh và có mưa thì việc thi đấu ở sân có mái tre là một thuận lợi với bất cứ đội tuyển nào. Cụ thể, Forsythia sẽ đăng cai 6 trận. Dĩ nhiên, đội chủ nhà New Zealand sẽ tận dụng cơ sở vật chất ưu việt này để thi đấu một trận tại đây những trận còn lại có Việt Nam gặp Hà Lan ngày mùng 1 tháng 8, Philippines, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Costa Rica, Nam Phi, Argentina. Hầu hết các đội bóng được đá tại sân Forsaiba đều đến từ vùng khí hậu nóng, Việt Nam, Costa Rica, Philippines. Đây có lẽ là cách bảng xếp hạng giúp những đội tuyển này hạn chế tối đa sự khắc nghiệt của thời tiết. Họ đến từ vùng nóng ẩm, với chênh lệch nhiệt độ so với New Zealand lên tới 30 độ C. Do vậy, Việc được thi đấu tại Forsyth Bar sẽ giảm tác động từ thời tiết lên họ, Trang Stuff. ZZ nhấn mạnh, giám đốc điều hành của Southern U câu lạc bộ sở hữu sân Forsyth Bar, ông Dugo MC Gowan nói về những thuận lợi khi được thi đấu tại đây. Mái tre của sân vận động sẽ hạn chế gió lạnh. Bạn luôn cần một mặt cỏ đẹp và ấm. Nó tạo ra một bầu không khí tuyệt vời và dù sao thì ngồi ở sân có mái tre cũng làm mọi người ấm lên, tránh những cơn mưa tuyết. Bất kể thời tiết thế nào, trời sẽ khô ráo và nó sẽ tạo ra một mặt sân lý tưởng cho cầu thủ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay ho thì các bạn hãy click like, chia sẻ để video đến thật nhiều bạn bè. Hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những chương trình tuyệt vời tiếp theo. Video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.